Chúng ta xem xét một cái bài giải số lấy từ cái group hướng tới Olympic toán Việt Nam ha. Thì ở đây người ta xem xét một cái giải số cho bởi cái công thức truy hồi tuyến không có tuyến tính mà công thức truy hồi cấp 1 ha. Xn cộng 1 bằng f xn n n lớn bằng 1. Cái công thức truy hồi này nó chứa n trong đó. Tất nhiên là chứa n một cách hiểm, tức là ngoài có sự xuất hiện của n còn chứa n trong đó ha. Những cái giải tri hội như thế này nó khá là phức tạp. Thì để tìm giới hạn cần tìm này thì cơ bản là chúng ta sẽ xem xét cái đặc tính về sự hội tụ của cái giải n, tìm giới hạn của giải n là chúng ta giải quyết được ha. Thì để có được cái thông tin về cái sự hội tụ hoặc là tìm giới hạn của giải n thì chúng ta cần xem xét những cái đặc điểm của cái hàm số f này. Chúng ta tiến hành giải ha, lời giải. Xét hàm số sau. F y bằng 2x trừ cho 4 lần y cộng 1 trên cho y nhân cho y. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ra những cái đặc điểm của cái hàm số này ha. Hàm số này nè, với mỗi y lớn bằng 1 thì ta dễ dàng thấy được rằng là cái hàm số này là hàm số đồng biến trên cái khoảng không vô cùng. Nhận xét thứ nhất. F nè. X đồng biến trên cái khoảng không vô cùng. Đồng biến theo biến x đó ha. Thật ra chúng ta cố định con y lại với y lớn bằng 1. X ta xem xét như là một cái hàm g ha. Gx bằng fxy. Cố định y ha. Cố định y và thỏa điều kiện là y lớn bằng 1 đó. Thì hàm g đồng biến trên cái khoảng không vô cùng. Và chúng ta cũng có cái sự đơn điệu theo biến y nha. Điều thứ hai với x lớn bằng x lớn không, kiểm tra thử nha. Các bạn có thể dễ dàng kiểm tra cái tính đơn điệu này ha. Biết lớn không thì hi bằng fxy. Chúng ta cố định x nha. Này cố định y, viết tiếp con y ha. Đồng biến trên cái nửa khoảng một vô cùng. Chúng ta tận dụng cái tính chất của cái hàm F, chúng ta sẽ suy ra giải xn này đơn điệu khi n đủ lớn ha. Có thể ra là khi có một vài số hạng nhỏ, khi n nhỏ thì nó có thể nó không có xn, chúng ta không rơi vào cái khoảng một không vô cùng nè, thì chúng ta sẽ không có tận dụng được tính chất đơn điệu này ha. Chúng ta xét n lớn đủ lớn thì chúng ta sẽ có được xn nó nằm trong khoảng không vô cùng, chúng ta tận dụng được cái tính chất đơn điệu này. Nói chính xác là tính đơn điệu theo từng biến của hàm F ha. F đồng biến theo hai cái biến xn và n, chính vì thế chúng ta sẽ nghĩ ra có vẻ là giải này dễ tăng. Chúng ta tính toán ha. Nhận xét thứ ba, ta có thể tính được con x2 nè, tính một cách trực tiếp.
đã tính toán sẵn rồi, nó bằng trừ 1/3. Thì chúng ta thấy x2 nó không có rơi vào cái không vô cùng, và chúng ta sẽ không có tận dụng được cái tính chất đơn điệu của hàm F theo biên x. À, có x3 thì nó sẽ bằng là 77 phần 6, và mình đánh giá sơ bộ thì nó lớn hơn 4 đi ha. Và mình sẽ chứng minh xn lớn bằng 4 với mọi n lớn bằng 3. Điều thứ tư, ta có f nè, x nè, n nè, thì nó luôn lớn bằng f4n. Và cụ thể tính toán ha, f4n thì bằng thật ra này mình thu gọn nè, 4x nè, mình nhầm 2x nè, trừ 4 trên x nè, cộng cho 1 trên x y nè, thì nó bằng là 8 trừ 1 là 7 nè, 8, 8 trừ 1 là 7 đúng không, trừ cho 1 phần 4 y nè, y 4n chứ, n lớn bằng 1 nha, hiển nhiên nó lớn hơn 4 với mọi n lớn bằng 1, với mẫu x lớn bằng 4. À, từ đây chúng ta sẽ suy ra được xn luôn lớn bằng 4, lớn bằng 4 với mọi n lớn bằng 3 nha. Tất nhiên chúng ta có thể dùng phương pháp quy nạp toán học ha. Có xn lớn bằng 4 với mọi n lớn bằng 3. Thật ra chúng ta chỉ cần đánh giá nó lớn bằng 0 là được rồi ha. Nhưng mà một lát nữa chúng ta khảo sát sự hội tụ của nó. Chúng ta cần chứng minh xn luôn lớn bằng một con số lớn hơn 2. Là bởi vì với dạng này, giải số này nếu có thì nó sẽ bằng cộng trừ 2 nè. Chúng ta lát nữa chúng ta sẽ dùng phản chứng để chứng minh cái giải này không hội tụ. Thì điều này sẽ dẫn đến giới hạn của giải xn nếu có sẽ lớn bằng 4. Và mình sẽ suy ra cái điều vô lý ha, tức là chứng minh giải nó không hội tụ theo cái nghĩa là nó không có giới hạn hữu hạn ha. Rồi điều thứ hai, mình sẽ chứng minh nó là một cái giải giải tăng ha. Thật ra chúng ta chỉ cần xn lớn hơn 0 là được rồi, chúng ta sẽ chứng minh được giải tăng nè. Điều số 5, chúng ta có thể tính toán ha, chúng ta kiểm tra chỉ ra con x, so sánh giữa x4, x3 và x4 luôn, là tính luôn x4 nha. Tính x4 thôi rồi. Để xem có x4 có lớn x3 hay không nha. Chúng ta cứ tính là lập hiệu thử đi ha. X4 bằng 2 lần x3 trừ cho nhiêu, n bằng 3 nha, 12 trừ 12 cộng 1, 12 và 4 trên cho xn nè, cộng cho 1 phần nxn nè, trừ 4 trên x3 nè, trừ 1 phần n là n bằng 3, 3 là x3. Ta tính toán xem ha. Thì rõ ràng là chúng ta có thể chỉ ra rằng là dễ dàng kiểm tra này nó lớn hơn lớn x3 ha. Ta thử tính toán nha. X3 nó bằng 77 phần 6 ha. 7 phần 6. Thử tính lại x3 nha. Trừ 2 phần 3 này. Cho trừ cho 4n cộng 1 với n bằng 2 là 9, chia cho 2 nhân cho trừ 1 phần 3.
7 phần 6. Rồi 2 lần trừ 4 nhân n n 3 1 3 lần x n 3 lần chúng ta trừ cho 77 phần 6. Ui, 77 phần 6 nhầm. Trừ 77. Rồi, hiển nhiên nó là một số dương ha, tức là x3 là x4 lần 3. À, đây là cái thông tin quan trọng kèm với cái tính chất đơn điệu của hàm F mà chúng ta sẽ chứng minh được cái giải chúng ta là giải tăng kể từ 3 trở đi ha. Chúng ta sẽ chứng minh bằng cách nào? Chứng minh cái mệnh đề sao đúng ha. BN chính là cái mệnh đề x n cộng 1 lớn bằng x n lớn hẳn luôn nè. BN lớn bằng 3. À, trường hợp đầu tiên chúng ta dễ dàng thấy P3 đúng. Theo cái tính toán bên trên ha, ta có B3 đúng rồi nè. À, giả sử BK đúng. Trong đó K là một cái số nguyên lớn bằng 3. Ta chứng minh BK cộng 1 đúng. Ta có XK cộng 1 lớn bằng lớn hẳn XK ha. Hiển nhiên nó lớn hơn không, có thể thay không bởi 4 ha. À, chúng ta sử dụng tính chất đơn điệu của cái hàm F này, xk cộng 1, xk cộng 2 thì bằng f xk cộng 1 k cộng, ta cố định cái biến thứ hai nè. Chúng ta dùng tính chất đơn điệu của hàm f theo biến thứ nhất thì chúng ta có xk cộng 1 lớn xk nè, thì chúng ta sẽ có fxk cộng 1 tại k cộng 1 lớn hơn fxk k cộng 1 lớn hơn fxk k cộng 1, giữ nguyên cái biến thứ hai là bằng k cộng 1 do hàm f nó đơn điệu theo biến thứ nhất nè, tính chất số 1 nè. À, nhầm, tính chất số 2 nè. Và sau đó chúng ta dùng tiếp tục, chúng ta dùng tính chất thứ nhất, ta cố định cái biến biến cố định k nè. À, xem xét cái sự đơn điệu hàm f theo biến thứ hai lớn hơn fxk chủ giữ nguyên xk nè. K. K cộng 1 lớn hơn k thì tác động f cố định xk nè, sẽ lớn hơn gì thế này? Cố định k ha. Xem. Vậy này. Fxk k thì nó chính là xk cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ có được là cái mệnh đề BK cộng 2 nhằm BK cộng 1 cũng đúng. BK cộng 1 tức là xk cộng 1 cộng 1 tức là k cộng 2 lớn k cộng 1 được ha. Suy ra b cộng 1 đúng. Như vậy dùng phương pháp quy nạp chúng ta sẽ suy ra được bk đúng với mọi n lớn hơn bằng bn đúng với mọi n bằng lớn bằng k. Mọi n lớn bằng 3 nha. Rồi chúng ta có cái tính đơn điệu rồi ha. Chúng ta giả sử cái giải số này nó chứng minh cái giải này nó không bị chặn hay là không có giới hạn hữu hạn bằng phương pháp bằng chứng ha. Như vậy đối với giải đơn điệu thì cái sự hội tụ nó sẽ tương đương với cái tính bị chặn ha. Giả sử giải n bị chặn trên
Theo cái định lý của Eochaid thì cái dãy tăng và bị chặn trên thì sẽ suy ra dãy hội tụ ha. Dãy n với n từ 3 trở đi hội tụ thì tương đương với dãy n n từ 1 trở đi cũng hội tụ ha. Khi đó ta có dãy n hội tụ. Mặt khác tồn tại số thực L chính là L chính là giới hạn của dãy N. Mặt khác xN lớn bằng 4 với mọi N lớn bằng 3, vì điều này nên ta có L lớn bằng 4. Chúng ta dùng thông tin này để chúng ta chỉ ra điều vô lý ha. Mặt khác chúng ta có hơn nữa, L chính là giới hạn của xn cộng 1, chính là giới hạn của chúng ta xem xét cái hệ thức chi hồi đó. 2 lần xn nè trừ cho 4 trên cho xn nè rồi trừ cho 1 phần n n cho ba giới hạn thì chúng ta có được nó bằng 2 lần l trừ cho 4 trên l, và chúng ta cũng sẽ có nhớ là cái giới hạn của 1 phần n x n nó bằng 0 ha, giới hạn 1 phần n khi n tiến ra vô cùng bằng 0. Vậy chúng ta suy ra được L bằng 4 trên L, tức là L bình phương bằng 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 4, tức là bằng 2. Nhớ là L lớn bằng 4 ha. Nói chung là ghi L bình phương bằng 4, không có loại gì hết. Mâu thuẫn với L lớn bằng 4. Điều mâu thuẫn này được dẫn ra từ cái giả thuyết bằng chứng, tức là chúng ta suy ra cái dãy xn chúng ta không bị chặn trên. Điều vô lý ha. Lưu ý rằng dãy tăng mà không bị chặn trên thì giới hạn của nó bằng cộng vô cùng ha. Và từ đó chúng ta dẫn đến giới hạn của 1 phần xn bằng 0. Cũng chính là bằng giới hạn của 1 phần xn cộng 1 bằng 0. Mà cái giới hạn cần tìm của chúng ta chính là giới hạn của tổng hai cái con này, 1 phần xn và 1 phần xn cộng 1. Giới hạn xn cộng 1 trên chỉ xn nhân xn cộng 1 bằng giới hạn 1 phần xn cộng 1 phần xn cộng 1. Dĩ nhiên giới hạn này bằng 0. Vậy chúng ta tận dụng cái tính chất của cái hàm F, cái cụ thể là sự đơn điệu theo từng biến, chúng ta chứng minh được cái dãy chúng ta là dãy tăng. Sau đó chúng ta dùng công cụ phản chứng để chứng minh cái dãy nó không bị chặn, suy ra giới hạn của x nào bằng vô cùng. Từ đó chúng ta đưa ra kết luận giới hạn này bằng không. Các bạn xem lại một lần nữa. Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài dãy số này ha.